Alo, hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh MVP Game Mobile. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cao thủ về dối. Đó là cao thủ WS.Levy, một cao thủ top 1 của thế giới về dối. Hiện tại Levy đang thuộc top 1 đồ của thế giới. Và anh này mới chỉ đánh có hơn 300 trận về dối thôi, nhưng mà tỷ lệ thắng là 72,7%. Và đã được nộ 10k rồi, cực kỳ là kinh khủng. Và chúng ta cùng xem bảng ngọc và trang bị của cao thủ dối, bét dối Việt Nam, bét dối thế giới là như thế nào đây. Đầu tiên là chúng ta cùng xem bảng ngọc của anh ấy là 2 viên tăng tốc độ chạy, 2 viên tăng sát thương này. Viên ở giữa thì dồn sát thương này, xuyên giáp này. Một viên ở cuối là tăng tốc độ chạy này. Và viên ở trên là tăng sát thương nếu mà giảm hồi chiêu nhiều và giảm hồi 5% hồi chiêu nhá. Đấy, và trang bị thì có anh ấy có 2 cách lên đồ. Cái bảng trên đầu tiên thì là cách bảng duy trì sát thương. Đấy, bảng thứ hai ở dưới thì là dồn sát thương. Thì hầu như là anh ấy sẽ lên cái bảng chính là dồn sát thương nhiều hơn. Đấy, thì các bạn có 2 cách lên đồ của anh đấy. Ngoài ra thì còn cách lên đồ đi rừng giữa thì nó chỉ thay bằng cái kiếm đi rừng thôi, không có gì. Thì các bạn nếu có dịp thì mình sẽ quay về video clip của anh ấy về cách đi đường giữa nha. Đấy, bét dối chỉ ăn nằm với ngủ với dối thôi. Thì đây là một trận tranh âm dương sư nha. Đấy, trang bị thì các bạn có thể nhìn nha. Đấy, thì lối đi rừng của anh đấy thì là sẽ ăn cái rừng ở trên này, ăn 3 con này, xong vòng xuống hồ lô kiểm soát này, xong vòng xuống dưới này, chờ phản ganh. Và rừng của đối phương bắt đầu thấy rồi, quạ đối phương là đi rừng. Rồi bắt đầu vòng xuống đây, có giết được ai không? Rồi vòng ra đánh quạ này, quạ còn chút máu thôi, quạ lộn đây, quạ giết được nhất mục liên rồi. Nhưng mà quạ cũng phải nằm xuống rồi, rất là tuyệt vời. Và sóc đã giết được quạ rồi, rồi bắt đầu là kiểm soát đội hình, cực kỳ là ghê gớm. Rồi, trong tay dối thì dối là một con bài cực kỳ là nguy hiểm nhá. Thì có khả năng tạo giáp này, di chuyển này, farm rất là nhanh. Những con bài mà farm nhanh thì là sẽ rất là tốt. Đây, một pha bắt DG của dối, có bắt được không? Đây, Levy bắt đầu xoáy rồi, DG, ZT vẫn đánh, chạy vào lùi cỏ, không chạy về cơ. Rồi, lại phải chạy về và bị dối giết rồi. Tuyệt vời. Tiếp tục là một pha dồn ép đường dưới và đi về thôi, không có vấn đề gì nữa rồi. Đấy, thì những con bài mà giao tranh tổng kinh thì sẽ được chọn rất là nhiều trong những danh đại âm sư và dọn đường nhanh, và dối là con bài cực kỳ khó chịu. Rồi một pha rỉa máu cực kỳ là tốt. Thì đội hình của hai bên gồm có team đồng tử top này, dối đi đường rừng này, cách vô thường thì là đường giữa, đường dưới là liên và sóc, bé sóc. Rồi thì là dối bắt đầu thi triển khả năng cướp rừng của mình này, không biết quả đối phương đang ở đâu đây. Rồi cướp tiếp nào, vì và không thấy đâu, nhưng mà lại thấy Phong Kỳ Lân ở trong đây đánh nhau rồi. Quả đối phương giáo sư MOBA đang level 3, có cướp được không? Cướp được rồi, giáo sư MOBA còn ít máu thôi, quấy phát nữa thôi, rồi giật được quả rồi. Một pha giao tranh cực kỳ là kỳ, cả là sự tiền dự lại cần hỏi chấm là sao đây. Cá chê nộ luôn này, cá chê đến từ việc SK và gia đình ngăn cản, hồi máu cực kỳ nhiều rồi, đánh gãy cả tay thôi, lại đi về, lại đánh nhau tiếp nào. Cá chê rất là chảy cối. Lại đánh cho cá chê đi top, trận này cá chê đi top này, Jin đi đường giữa này, quạ thì đi đường rừng này, tìm một từ đến bóp rồi, bóp sớm quá rồi. Cá chê tốc biến đi và lúa lao lên, lúa đánh rồi, lúa chạy từ đường dưới lên trên, lúa đã chết được dối rồi. Và tìm một đồng tử bị hất tung vào phải nằm xuống rồi. 4 đều cho hai bên giành đại ông nhân sư. Và bên đối phương thì có đường dưới thì có là lúa này, lúa đi AD nhá. Rồi một pha đánh tay của Bạch Vô Thường, Bạch Vô Thường có giết được DG không? Một chút nữa thôi, một chút nữa bắt hồn này, bắt hồn và giết được, bé sóc đã giết được rồi. Chin dùng chiêu cuối và lộn qua tường. Rồi tiếp theo đến quạ hất tung được bé sóc, quạ dùng luôn cả tốc biến, quạ có bị chết không? Bé sóc còn chút máu thôi, bé sóc đã giết được quạ rồi. Còn mid dead tính chạy nhưng mà không chạy được thôi. Đến cô sẽ cả tắt điện cho Chin rồi. Rồi tiếp theo chúng ta cùng quay. Trận này mình sẽ không để full màn hình của hai bên mà mình chỉ để màn hình của bên xanh thôi, mình sẽ quay dối thôi nhá. Đấy, trang bị hầu như trang bị sẽ lên như thế kia nhá. Đấy, thì chúng ta cùng xem nào. Đấy, cách đi rừng của cao thủ top 1 thế giới về dối này. Thì các bạn nhìn xem, khi mà lính vào trụ thì rừng dối sẽ đi ra được giữa để farm, nhưng mà sẽ không farm hết mà sẽ giữ lính để cho
được giữ ra phạm tiếp đấy. Sau đó thì vô nhau ra ăn bạch tuộc, chuẩn bị có một pha giao tranh rồi. Liên bắt đầu bút tốc lên bắt hồn được Kaguya, rồi Kaguya bật chiêu cuối, không thấy chiêu cuối đâu cả, bật chiêu cuối rồi cháy đến từ bạch vô thường, rồi vẫn cháy tiếp, rồi tốc biến lên để giết được Kaguya, rồi đi về bình thường rồi, rồi một lớp giáp cực kỳ là ghê, rồi phạm nhanh và rồi lè vào bảy rồi đã bị chết bởi rối rồi, quạ chết rồi. Và tiếp theo là sóc thì đã bị tìm một đồng tử giết rồi, một pha kết thúc đến chin đến từ tìm một đồng tử, pha giao tranh rất là tốt, rối làm con bài giao tranh cấu rìa này lao vào cực kỳ là tốt, mặc dù là samurai thôi nhá đấy, nhưng mà rối làm con bài cực kỳ khó, sát thương thuộc loại A này, nhanh nhẹn B, khống chế C, sinh tồn C, độ khó thì thuộc loại rất khó, những cao thủ chơi được rối thì là hầu như những cao thủ rất là tốt đấy. Đấy thì trang bị và bảo ngọc đấy, các bạn nhìn nha, mình bật lại lên cho các bạn xem. Đấy, đây là trang bị và bảo ngọc của cao thủ top 1 thế giới. Mỗi người có một cách lên khác nhau. Thì bảo ngọc và trang bị thì nó cũng chỉ là một phần thôi. Rồi mù mắt tôi rồi, một pha là cấu dây trượt đến từ top 1 giới của thế giới. Rồi ăn chơi chơi, ăn hai con liền phát luôn. Ghê quá. Úi giời. Cấu này. Rồi, pháp dực cực kỳ nhanh đến từ rối này, nhưng mà năng lượng tốn rất là nhiều. Thả rối và bắt đầu lại pháp đường giữa để đẩy lĩnh lên. Ở đường tốt thì bắt đầu giao tranh rồi. Chúng ta cùng xem nào. Quạ đã bật chiêu cuối rồi. Một pha cấu rỉa đến từ rối rất là đau, rất là khó chịu đến từ rối, kiểm soát đường cực kỳ là ghê. Lao vào luôn. Tiếp tục một pha đẩy lính cực kỳ nhanh luôn. Tem đối phương rất là khó thở rồi. Rồi giáo sư MOBA Galaxy tên gửi đội C rồi. Rồi thanh niên cá chê rất là cứng, nộ luôn nhá. Đấy các bạn nhìn xem, rối nộ cực kỳ đẹp, hầu như là ăn ngủ với rối thôi. Rối bắt đầu về đây để ăn bùa. Thì các bạn chú ý, nếu mà đội hình mà rừng mà có rối đi đường rừng ấy, thì các bạn nên là đừng ăn cướp rừng của rối nhá. Thì hãy để cho rối con bùa thì mới là có khả năng để hồi năng lượng và cấu rìa được. Nếu mà rối mà không có bùa thì hồi năng lượng rất là chậm đấy, thì các bạn chú ý. Rồi có hô đồng đội để ăn Orochi không? Rối thì ăn cực kỳ nhanh rồi. Trang phục rất là đẹp luôn. Đây là trang phục skin, không phải thức tỉnh, kim điểm hoa vũ với 66 vẽ phiếu skin thôi. Rồi rất là nhanh thôi. Một pha ăn Orochi của bên tem xanh. Rồi thì mình ăn. Bắt đầu một pha giao tranh nữa. Rồi bắt đầu lao lên. Quả này, quả bị cá chê đẩy rồi, rất là khó chịu, bắt hồn được một thành viên bên đội đó rồi. Cấu rìa cực kỳ là ghê đến từ rối rồi, tốc biến lên luôn, quạt luôn này. Rồi, tiếp theo double kill cho tìm một đồng tử luôn, còn một chin thôi, chin rồi, chin lại chết rồi. Quét sạch đến cho bên đội xanh rồi. Đấy, nếu mà khó hay không thì do những người đi rừng, người ta biết đánh và biết kiểm soát thôi nhá. Rồi tem bạn đang xích mích và bị chửi nhau rồi. Đấy tem bên địch thì là cũng hầu như những người nổi tiếng DJ này, Hoàng Ngân này, giáo sư MOBA này, Việt KSL các thứ này. Rồi âm dương trường mà quăng như nót. Rồi rất là ghê luôn. Ai là MVP rồi bây giờ đang là 615 rồi. Nhà như sân bay rồi. Mất hai đường lính siêu cấp rồi. Bắt hồn được lúa phải chết rồi. Còn chin còn một chút máu thôi. Li chin không chưa được chin rồi, lùi về thôi. Đấy thì là top 1 chin thế giới, cực kỳ là ghê đi đường, cực kỳ gắt và kiểm soát được rất là tốt. Các bạn có thể xem bảng ngọc trang bị và cách đi rừng để học tập nhá. Rồi thân mật đẹp và hiện luôn cái này khi MVP này, cực kỳ là đã mắt luôn. Rồi chúng ta cùng xem có MVP không nào. MVP chắc đây và điểm là 14.0. rồi video của mình đến đây là kết thúc nha. Nếu mà bạn nào muốn làm video kỷ niệm nộ của mình thì hãy liên hệ với mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Cảm ơn.
ơn các bạn đã xem video này. Đừng quên ấn like và đăng ký ủng hộ kênh ra nhiều video hay hơn nhé.